Xin chào các em, chào mừng các em đến với lời dạy 2.com. Hôm nay cô và các em cùng nhau bước vào phần Communication Unit 11 Changing Views in Society trang số 64, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 chương trình mới. Phần đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu là phần Extra Vocabulary. Từ hands-on có nghĩa là thực hành. Individually oriented có nghĩa là định hướng cá nhân. Tailoring có nghĩa là may đo. Và responsive to là nhu cầu và đáp ứng. Number 1A, work in groups with the introductions to the just imagine form. Discuss and take notes of your own predictions. Trong bài tập số 1A yêu cầu chúng ta là hãy làm việc theo nhóm, đọc bài giới thiệu của diễn đàn Just Imagine và sau đó thảo luận ghi chú những dự đoán của riêng các em. Rồi ở đây thì chúng ta thấy là bây giờ chúng ta sẽ đọc cái bài giới thiệu của diễn đàn Just Imagine. Rồi sau đó chúng ta sẽ thảo luận xem những dự đoán của riêng chúng ta. Bài B là read the predictions which have been posted and see if any are similar to yours. Còn bài tập B thì yêu cầu chúng ta là hãy đọc những dự đoán đã được đăng và xem có cái nào giống với cái của các em không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc bài Just Imagines. This is a form launched by Nhật Minh School in Đà Nẵng. The students were asked to share their thoughts about the rules of school in the future. Here are some points we would like to share with you. Ở đây là một cái diễn đàn được lập ra bởi trường của Nhật Minh ở Đà Nẵng. Những em học sinh đã được hỏi để mà chia sẻ suy nghĩ về vai trò của trường học trong tương lai. Và đây là bài đăng của chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Post 22. The school will be like a small city. Classes will be held in traditional classrooms as well as in places like fast food restaurants where students will learn how to run a business or in a nursing home where they will learn to take care of others. In short, learning will be more hands-on. Lang Class 6A. Trong bài viết số 22 thì người ta nói rằng trường học sẽ giống như những thành phố nhỏ, các lớp sẽ được tổ chức ở trong những lớp học truyền thống cũng như là những nơi như là nhà hàng thức ăn nhanh, nơi mà học sinh sẽ học làm cách nào để mà hoạt động kinh doanh, hoặc là ở trong một căn nhà viện dưỡng lão, nơi mà họ sẽ học được cách chăm sóc những người khác. Và nói tóm lại, cái việc học này sẽ thiết thực hơn. Hanzo nãy cô nói là thực hành đó, sẽ thiết thực hơn. Lang, lớp 6A. Bây giờ đến post 76. The school will no longer be the only evaluator which decides whether a student is allowed to enter university. Society will also be part of this evaluation through the activities a student has performed outside class, home class 9D. Trong bài viết số 76, thì trường học sẽ không chỉ là nơi để đánh giá quyết định hoặc là học sinh sẽ được phát vào đại học hay là không. Xã hội sẽ là một phần của sự đánh giá và thông qua những hoạt động của học sinh thể hiện bên ngoài lớp học. Hùng, lớp 9D. Tiếp theo mình có bài post 51. Self-study will be valued. Students will have more freedom to choose whether to go to school on certain days and for certain lessons. Class attendance checkup will no longer be used. Students will be able to stay at home and follow the lesson online or study the topic from other reliable sources.
learning will be more individually oriented and thus be more effective. Gồm class 9P. Trong bài post số 51 thì tự học sẽ được đề cao. Học sinh sẽ có nhiều tự do lựa chọn vào những ngày nhất định và vào những bài nhất định. Cái việc điểm danh sẽ tham gia trên lớp sẽ không được dùng nữa và học sinh sẽ có thể ở nhà theo dõi những bài học online, những bài học trực tuyến hoặc là học những chủ đề từ những cái nguồn đáng tin cậy khác. Và việc học sẽ ở đây cô sẽ dịch lại nhé. Những học sinh sẽ có thể ở nhà và theo dõi những bài học trực tuyến nè, hoặc là học hoặc là nghiên cứu những chủ đề từ nguồn đáng tin cậy. Ở đây thì chữ study chúng ta sẽ không dịch là học, chúng ta sẽ dùng là nghiên cứu thì để cho cái bài văn nó hay hơn. Cái việc học này sẽ mang lại tính tự giác và vì vậy thì nó sẽ hiệu quả hơn. Bạn Cường lớp 9B. Và đến bài post cuối cùng là bài post 101. School will be more responsive to changes in society by constantly tailoring their curriculum and activities. In so doing, they will greatly contribute to the development of the economy and help keep society safe. Nguyên class AG. Ở bài số 101 thì các trường học sẽ có trách nhiệm hơn đối với những thay đổi bằng việc liên tục chỉnh sửa các hoạt động. Và làm như vậy thì họ sẽ đóng góp to lớn vào việc phát triển của nền kinh tế và giúp cho giữ gìn an ninh xã hội. Bạn Nguyên lớp 8G. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại câu hỏi đầu tiên. Chúng ta thấy là câu A. Đó là chúng ta hãy làm việc theo nhóm. Và sau đó là đọc bài giới thiệu của diễn đàn Just Imagine thì chúng ta đã đọc rồi. Và thảo luận ghi chú những dự đoán của riêng chúng ta. Thì bài tập số 1 thì cô sẽ nói như thế này. Trường học là nơi để mà học sinh học tập, chia sẻ và vui chơi. Trong tương lai thì trường học sẽ trở nên quan trọng hơn bởi vì họ cần dạy cho học sinh nhiều hơn về công nghệ, cái điều mà đang thay đổi cuộc sống của chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có câu trả lời như sau. Task 1A. School are places for students to learn, to share, and to play. In the future, schools will become more important because they need to teach students more about technology which is changing our life. Trường học sẽ là nơi cho học sinh học tập để chia sẻ và để vui chơi. Và trong tương lai thì trường học sẽ trở nên quan trọng bởi vì họ cần dạy cho học sinh về
về những cái công nghệ, nhiều hơn về công nghệ, cái mà những cái điều mà đang thay đổi trong cuộc sống của chúng ta. Bây giờ đến bài tập Pi. Bài tập Pi là chúng ta đã hoàn thành xong bởi vì chúng ta đã dịch xong bài này ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài tập số 2. Đó là work in groups, look at the color words, phrases in the post, then discuss and find their meanings from the context. Trong bài tập số 2 là hãy làm việc theo nhóm và hãy nhìn vào những từ hoặc là những cụm từ được tô màu trong bài đăng và sau đó hãy thảo luận và tìm ra ý nghĩa trong ngữ cảnh. Number 1, chúng ta thấy là từ hands-on. Hands-on ở đây, nếu mà đúng theo ngữ cảnh của bài thì chúng ta sẽ dịch là thực tế và thực tiễn. Nó bằng với từ real hoặc là practical. Vậy ở đây cô sẽ ghi là nó bằng với nghĩa của từ là real, là thực tế nè, hoặc là từ practical. Thực tế hoặc là thực tiễn, theo đúng như ngữ cảnh của bài đọc. Number 2 là individually oriented. Ở đây, nó có nghĩa là focus on a particular person, tập trung vào một cá nhân nào đó, hoặc là customized. Vậy đây cô sẽ ghi như thế này ha, là focus on a particular person. Focus on a particular person. Number 3 là evaluator. Ở đây là một cái người là nhà phê bình hoặc là nhà đánh giá. Nhà phê bình hoặc là nhà đánh giá thì chúng ta sẽ có là a person who judges another person performance. Vì là câu hơi dài cho nên cô sẽ ghi vào giấy nha các em. Tattoo nha. Câu số 1 thì chúng ta có là real hoặc là practical. Number 2 thì giải thích cái nghĩa của từ này ra là focused on a particular person. Focus on a particular person. Number 3, đó là a person who judges another person performance. Nhà phê bình hoặc là nhà đánh giá. Vậy là cái chữ evaluator có nghĩa là nhà phê bình hoặc là nhà đánh giá. Number 4, đây là responsive to. Đây có nghĩa là reacting quickly hoặc là impulsively, phản hồi cực kỳ nhanh chóng. Number 4 là reacting quickly and positively, phản hồi cực kỳ nhanh chóng. Và từ thứ năm là tailoring. Tailoring là making the necessary changes to something to make it fit the person or situation. Nó có nghĩa là chỉnh sửa. Making the necessary changes
to something, to make it, fit a person or situation. Right. Bây giờ đến bài tập số 3, đó là which response 1 to 4 is the most relevant to each of the post in 1B. Bây giờ trong bài tập số 3 là người ta kêu làm phản hồi nào từ 1 đến 4 thì nó liên quan nhất đến mỗi bài đăng trong phần 1B. Bây giờ mình thấy là post 22 thì ta thấy là nó sẽ tương ứng với phản hồi nào từ 1 đến 4 trong phần 1B. Ta thấy là post 22, ta thấy là quan điểm của chúng ta nên học nhiều hơn từ thực tiễn. Ở đây number 1 là I agree that academic performance is not the only criterion to evaluate a person. Trong câu số 1 này có nghĩa là tôi đồng ý rằng học lực không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá một người. Vậy cái câu mà tôi đồng ý rằng học lực thì không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá một người thì đó là post 76. Post 76 thì người ta đã nói về cái vấn đề là tôi đồng ý rằng học lực không phải là tiêu chí duy nhất. Nó sẽ match với cái đoạn 1 này. Vậy là post 76 thì chúng ta sẽ match với lại câu 1. Tiếp theo mình có là survey will be conducted to find out the changing demand of society. Có nghĩa là những cái khảo sát sẽ được tiến hành để xác định những yêu cầu đang thay đổi của xã hội. Thì cái đoạn số 2 này nó tương ứng với lại cái post 101 là cái post cuối cùng. Đoạn số 2. This development will allow a student to tailor his or her own learning. Có nghĩa là cái sự phát triển này sẽ giúp cho học sinh chỉnh sửa thay đổi cách học mới của mình. Vậy cái đoạn số 3 này nó sẽ tương ứng với post 51. I have the same vision of seeing us learn more from real life. Có nghĩa là tôi có cùng quan điểm chúng ta nên học nhiều hơn từ thực tiễn. Thì đã thấy cái đoạn số 4 này nó sẽ tương ứng với đoạn cái post 22 ha. Chuyển đến sang phần what do you think? Bạn nghĩ những gì? Discuss in group, support your answer with specific reason and example. Thảo luận theo nhóm và hãy bổ sung câu trả lời với những lý do và những ví dụ cụ thể. What do you think là bạn nghĩ gì? We change in the rules of school in the just imagine form. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc một số câu hỏi như thế này. Number 1 là are you more interested in? Có nghĩa là bạn có thích không? Những cái thay đổi nào về vai trò của giáo dục trong diễn đàn Just Imagine? Câu số 1 là are you more interested in? Là bạn có thích không? Thì câu trả lời đó là I'm most interested in the change that the school will be like a small city because students can learn theoretical as well as practical knowledge. Trong câu số 1 cô sẽ trả lời là tôi quan tâm đến sự thay đổi rằng trường học sẽ giống như một thành phố nhỏ vì sinh viên có thể học lý thuyết cũng như là những kiến thức thực tế. Và câu số 1 cô sẽ trả lời như sau. Task 4. Number 1.
Trong câu số 1 là người ta hỏi cô là bạn có thích nó không? Thì cô trả lời là tôi quan tâm đến sự thay đổi rằng trường học sẽ giống như một thành phố nhỏ, bởi vì sinh viên có thể học được những lý thuyết cũng như là những kiến thức thực tế. Number 2 là do you find most unlikely to happen? Bạn có thấy gần như không thể xảy ra? Thì câu trả lời của cô là sự thay đổi mà tôi khó có thể xảy ra nhất trở trường học sẽ là không còn là thước đo duy nhất quyết định liệu một sinh viên có được phép vào đại học hay không. Vì khó tìm được một sự thay thế hợp lệ khác cho nó. Thì ở đây cô sẽ trả lời như sau. Sự thay đổi mà tôi khó có thể xảy ra nhất ở trong trường học đó là sẽ không còn là thước đo duy nhất để mà quyết định liệu một sinh viên có được phép vào đại học hay là không, vì nó khó có thể tìm ra được sự thay thế hợp lệ khác cho nó. Number 3 là Are you sure we'll be coming soon? Câu số 3 có nghĩa là bạn chắc là nó sẽ xảy ra sớm chứ? Thì câu trả lời là sự thay đổi chương trình giảng dạy của trường sẽ được điều chỉnh liên tục vì kiến thức cần được cập nhật mỗi ngày để phù hợp với nhu cầu phát triển của học sinh và sinh viên. Câu số 3 cô sẽ trả lời như sau. Cái sự thay đổi về cái chương trình giảng dạy của trường sẽ là điều chỉnh sẽ được điều chỉnh liên tục bởi vì kiến thức cần được cập nhật mỗi ngày để mà phù hợp với nhu cầu phát triển của học sinh và sinh viên. Câu số 4. Will involve the participation of the whole society. Sẽ liên quan đến sự tham gia của toàn xã hội chứ? Câu trả lời là sẽ thay đổi
mà việc tự học được coi trọng hơn và cần sự chung tay của xã hội, từ trường học đến gia đình và bạn bè của một học sinh. Cái sự thay đổi mà việc tự học thì được coi như là sự thay đổi mà việc học được coi trọng hơn, cần sự chung tay của xã hội, từ trường học đến gia đình và bạn bè của mọi học sinh. Vậy là cô đã hoàn thành xong tất cả các phần bài tập trong Communication Unit 11 Changing Role in Society, trang số 64, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào lời giải 2.com để tìm hiểu những bài mới nhất nhé. Chúc các em học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video bài giảng tiếp theo.